Nổi bên mấy cái đám mà dở hơi biết bơi. Cái em Tám Phạm người ta yêu nước rồi bây giờ lại chụp mũ. Rồi bây giờ tới nỗi anh Trần Siêu cũng chụp mũ người ta nữa. Riết rồi mấy ông mấy bà yêu nước cái kiểu quái đản gì mà tôi chẳng hiểu. Mấy ông mấy bà lên trên này riết rồi làm giống như là mấy ông mấy bà là tổng thống, có chủ tịch nước hay là thủ tướng hay là bộ ngoại giao vậy. Cấm người này cấm người kia rồi chụp mũ người này bao que người kia phản động tào lao chết mẹ. Tôi nói anh Nam, bây giờ tôi nói với anh nè, anh chửi tôi nhiều lần rồi ha. Tôi anh dẹp mấy cái luận điệu của anh đi, anh đừng đem cái sĩ quan quân đội của anh ra anh hù người này anh hù người kia nha anh Nam. Anh với Úc Hà vừa phải thôi, mấy người mẹ kiếp, mấy ông đâu phải là bộ ngoại giao hay là làm cho quân đội lên trên mạng rồi hù người này hết hù người nọ, rồi bây giờ lại tới nỗi mà ai cũng chụp mũ hết, vừa phải thôi, quá đáng, đúng là tào lao chết mẹ. Tôi nhịn mấy người lâu rồi nha, mấy người tưởng đâu mấy người hù tôi được à, nào là giờ dọ cấm không cho về Việt Nam tại mấy ông hù ông Hùng. Tại vì ông Hùng về mấy ông tăng nâng bi ổng, tăng ổng lên rồi không được rồi bây giờ lên trên mạng rồi bày đặt xào xạo. Một sĩ quan gì mà lên mạng hù người này rồi dọ người kia, rồi bây giờ lại Úc Hà live stream với mấy cái con khùng khùng điên điên dở hơi quái đản tào lao chết mẹ. Hết hù người này để hù người nọ, mấy người làm giống như mấy người là tướng là thủ tướng, giống như là bên bộ ngành vậy, chỉ mai là làm trong quân đội thôi mà muốn leo trên đầu trên cổ dân à hả? Vừa phải thôi chứ ai nói lên cái tiếng nói gì mà không phải với mấy người chụp mũ người ta, nào là bao que, nào là phản động tào lao, yêu nước cái kiểu gì không ra cái quái gì hết. Có ngon là cho tôi khách mấy người đó, tôi khách mấy người dọa tôi đó, đó đi cấm đi, đi cấm không cho lợi về Việt Nam đi, sao cấm được, tôi có hộ chiếu. Tào lao lên mạng riết là khùng hết trơn hết trội rồi, khùng vừa vừa thôi, khùng phải vừa phải thôi, thấy mà bức xúc. Bây giờ mà lại đi dọa anh Trần Siêu rồi dọa anh Tám Phạm, các em tám phạm nữa, ai mấy người cũng dọ nạt được hết, mai là chỉ mang cái cấp mà gọi là thượng tá thôi, làm thượng tá thôi mà làm giống như ông nội người ta vậy. Úc Hà em làm giống như anh thấy viết rồi, em viết là tệ lắm Úc Hà ơi, lúc trước anh tưởng đâu em là người có ăn học hiểu biết chứ, đi ra kéo thằng Ngô Long còn cái thằng mắc dịch Minh Tệ nữa, bà mẹ nó đi cà trăm cà trọt chụp hết cái này chụp hết cái kia tào lao. Mấy người làm giống như mấy người là cái gì vậy? Trung tâm của vũ trụ, làm như đất nước Việt Nam không có chính quyền, không có cái bộ máy hành pháp, không có gì vậy. Mẹ kiếp, bực cả mình lên, nóng cả người. Người ta yêu nước mỗi người cái cách của người ta, tào lao chết mẹ. Lên trên mạng riết là khùng hết trơn, ai cũng bao que, ai cũng xỏ lá, ai cũng phản động hết. Ai mà không đồng ý theo mình toàn là lên kiếm ăn không, lên mạng kiếm ăn. Tới nỗi mà cái VHK mấy người đặt người ta còn không nổi, Lê Sinh Xuân Nghĩa mấy người đặt nó còn không xong nữa. Tôi mà thằng Lợi Minh mới vừa lên tiếng chút thôi là nhảy lên như là một bầy không ra cái ôn gì hết. Sự việc thì chỉ có thằng Tệ với thằng Ngô Long thôi. Rồi cái đám mà ăn chặn lên trên này lừa đảo tiền bạc người ta, mất mặt không? Mấy ông là cựu quân nhân, cựu chiến binh gì thì mấy ông là cựu chiến binh thôi. Mấy ông góp phần cho đất nước, mấy ông đi lính. Bây giờ không lẽ tôi là người dân không được nói mấy ông à? Mấy ông làm sai không cho người dân không được nói à? Tào lao lên trên mạng viết rồi làm viết rồi mấy cái chuyện không có ra gì hết, lớn già cái đầu hết. Một ông thì mấy chục tuổi đụng cái hăm dọ không cho ông Lợi Minh về Việt Nam, cấm. Mấy ông lấy cái quyền gì? Mấy ông tưởng đâu là tôi về Việt Nam tôi sống tôi không biết pháp luật à?
vừa phải thôi, riết rồi làm không ra cái giống ôn gì hết. Mẹ kiếp khốn nạn, cái lũ chống cộng còn biết xuống đường chống lại những cái luận điệu xuyên tạc, chống lại cái tụi bao que ô hợp, chống lại những thành phần phá hoại đất nước, tối ngày ngồi trên mạng toàn là đi làm kênh kiếm tiền, tao không ra cái ôn gì hết. Bài đặt dọ Lợi Minh mấy hôm nay mấy thấy tôi đã làm thinh rồi, không thèm nói rồi, không cho Việt Kiều về nước. Màn ơi, nghị quyết 36 của đảng, tiền của Kiều Hối gần 14 tỷ, mấy người có cái quái gì mà mấy người đòi không cho người này người kia. Trong khi đó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc, Kiều bào là thôi hở, người ta làm đủ mọi cách để đặng người ta đem cái chất xám trở về với quê hương. Mấy ông bị ông Hùng quất văn vô vách, bị ổng chơi, bây giờ quay ra thằng Lợi Minh là bao que, thằng Lợi Minh là phản động. Mấy ông đi kiếm đi coi nó bao que phản động chỗ nào ấy. Tào lao, không ra cái ôn gì hết. Bà mẹ biết là bức xúc ghét. Đấy, kéo nhau đi. Đi xuống thường Lợi Minh đi. Xuống đó, đó rồi cấm không cho Lợi Minh về Việt Nam. Thào lao. Mỗi ban ngành người ta đều có cái nhiệm vụ làm việc của người ta. Ban ngành nào theo ban ngành đó. Đâu phải mấy ông là cựu quân nhân, cựu chiến binh rồi mấy ông hy sinh rồi mấy ông cống hiến cho tổ quốc rồi bây giờ mấy ông làm trời làm đất đâu. Đâu phải là mấy ông muốn làm trời làm đất, muốn bộ đất nước này không có chính quyền, không có luật pháp sao? Mà về Việt Nam mà lại bên đi bị bên an ninh chặn lại. Mình nói về đi thăm chơi giao tiêu với anh em cờ đỏ là ai vậy, nhóm nào, người nào tổ chức, hết hồn hết vía. Họ giữ mình lại, tưởng đâu cờ đỏ, tôi nói mấy anh em cờ đỏ, họ chẳng biết nhóm cờ đỏ nhóm nào họ làm dữ. Tới nỗi họ mời cả một cái ông người bên an ninh bên Tiền Giang xuống ngồi nói chuyện, hồi mới nói tôi Lợi Minh chơi trên Facebook tôi chống với tụi chống cộng cực đoan ở bên Mỹ. Ô, người ta mới thả ra cho đi, nói cờ đỏ họ làm dữ lên. Tào lao, dẹp mấy cái trò đi, đừng có bày đặt dọ tám phạm. Tôi ủng hộ tám phạm chơi tới bến luôn đi. Ông thích thì không có dốt mà lên mạng làm giống như là ta đây đem cái lon thượng tá ra. Mấy ông ăn tiền làm việc cho chính phủ là mấy ông đã ăn cái tiền đó của chính phủ, tiền thế người này người kia người ta đóng vào đuôi mấy ông. Mấy ông đừng có bày đặt lên trên này đeo lon đeo hàm rồi dọa người dân. Tôi nói cho mấy ông biết, tiếng nói của người dân bây giờ còn mạnh hơn mấy ông nữa. Tôi rất mong là cơ quan nhà nước cần phải làm sáng tỏ mấy cái vụ này mới được. Tôi về chị này tôi nhất định tôi phải ra ngoài Hà Nội. Mấy ông này biết là lộng quyền quá chừng lộng hành luôn, lên mạng muốn chụp ai là chụp mũ, muốn chụp ai là chụp mũ à. Những người ta yêu nước chân chính rồi mấy ông cũng chụp người ta, mấy ông cũng quay người ta cào cào nhào nhào hết. Lần này tôi về tôi nhất định phải gặp một số anh em mới được. Phải ra ngoài Hà Nội nói mấy cái chuyện mấy ông này quá đáng, quá chừng quá đất. Biết rồi, quá chừng quá đất. Mấy ông coi phép nước không ra gì hết. Mai là mấy ông chưa có làm chủ tịch hay là làm thủ tướng hay gì chứ. Mà thủ tướng, chủ tịch nước Việt Nam người ta sống, người ta rất là yêu dân, thương nước. Người ta làm việc vì dân, vì nước, lắng nghe tiếng của dân, lắng nghe tiếng của đồng bào, lắng nghe tiếng của quê hương và tổ quốc. Còn mấy ông lên trên này thở ra cấm người này, cấm